mọi người quay lại kênh của mình nhé chúc mọi người xem video vui vẻ và nhiều sức khỏe nha anh em thì bữa nay mình làm cái clip này sẽ tiếp tục chia sẻ đến anh em trong kênh của mình một cái mẫu hồ cá coi tầm cỡ một phẩy khối anh em nha thì ở đây là mình được sự đồng ý của anh huynh ở hưng yên á thì bữa nay mình cùng với lại anh em sẽ tham quan hồ của anh huynh cũng như mình sẽ tìm hiểu cái cách anh huynh vận hành hệ thống lọc hồ của mình luôn anh em nhé thì đây là toàn bộ cái khung cảnh hồ của anh huynh đó anh em hồ mình đi vào hoạt động thì đến thời điểm hiện tại bây giờ thì gần 6 tháng rồi anh em à, nước vẫn trong và cá vẫn khỏe anh em nhé Hồ mình thì chiều dài là 3m, à, ngang là 1 m và độ cao là 50 Nhưng mà hiện tại bây giờ là anh Huynh đang để mực nước của mình là 45 anh em nha à, Trong thời gian vừa rồi thì cũng có một số anh em cũng có hỏi mình là anh em có sẵn một cái mẫu hồ à, hồ non bộ anh em Như anh em cũng biết rồi, đối với lại những cái hồ mà mình xây mình chưa hồ non bộ á, Thường thì mình sẽ không có xây cái 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 cái, thành hồ nó quá cao Thường là tầm cỡ chừng 40 hoặc là 50 hoặc tối đa là 60 thôi thì khi mà anh em chưa hồ nông bộ á, thì anh em chuyển sang đam mê nuôi cá coi anh em không chưa hồ nông bộ nữa thì anh em cũng có hỏi mình là nếu như ở nhà mình có sẵn một cái hồ nó na ná giống như của anh huynh mà cái mực nước mình để tối thiểu nó tầm cỡ bốn mươi hoặc là năm mươi thì mình có nuôi cá coi được hay không thì ngày hôm nay thông qua video này cũng như là thông qua hồ của anh Huynh Thì mình cũng chia sẻ với lại anh em luôn Mực nước mà 40 hoặc là 50 thì anh em nuôi các coi vẫn được anh em nha Và theo mình nghĩ trên 50, trên 30 là anh em đã nuôi được rồi Nhưng để cho con cá coi của mình nó phát triển á thì theo mình được biết là trên một số cái diễn đàn cũng như là một số hội nhóm thì anh em hay chia sẻ là cái mực nước tối thiểu để con cá nó phát triển tối đa luôn từ cái chiều dài bề ngang đến cái nói chung là phát triển toàn diện thì mực nước tối thiểu của mình là tầm cỡ 70 và nếu mà chuẩn luôn thì tầm cỡ một mét anh em ha thì cái này là mình 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 cũng được cái thông tin này là một số anh em giống như người ta đi trước hoặc là trên những cái hội nhóm mình tìm hiểu thì anh em hay chia sẻ là nếu mà để cho con cá nó phát triển luôn là cái độ sâu của nước là tầm cỡ một mét. Còn khi mà hồ của mình, mình chơi hồ non bộ mà mình chuyển sang nuôi cá coi thì theo mình nghĩ tầm cỡ 40 hoặc là 50 cái độ cao thì anh em nuôi cũng được rồi. Nhưng mà mình nuôi sa mini hoặc là xa tầm cỡ 20, nhưng mà con cá nó sẽ không phát triển được giống như là cái chiều sâu mà tiêu chuẩn mà anh em hay đưa ra là tầm cỡ 70 đến 1 mét anh em nhé Nên nếu ở nhà anh em nào đang có sẵn một cái hồ, cái mẫu hồ của mình mà nó na ná giống như của anh Huynh á, mà mình từ chơi hồ non bộ mà mình chuyển sang nuôi cá coi á, mà cái mực nước của mình cao tầm cỡ 40 đến 50 thì mình nuôi cá coi. Vẫn được anh em nha Nhưng mà mình nuôi cái xe mini thôi Thì chắc chắn là nó sẽ không phát triển được So với lại là cái độ sâu tiêu chuẩn nha anh em Nhưng mà mình vẫn nuôi được nha Mình xin khẳng định là một lần nữa anh em nha Thì bây giờ mình sẽ nhờ anh Huynh Sẽ quay lại ngay chỗ cái hệ thống lọc hồ của anh Huynh Để mình cùng với lại anh em Sẽ xem coi là anh Huynh vận hành Cái hệ thống lọc của mình như thế nào Mà cái chất lượng nước của mình Sau 5 tháng vẫn nước vẫn trong và cá vẫn khỏe anh em nha Thì đây là hút mặt của anh Huynh đó Anh em hút mặt thì mình sẽ cho ống đi ngang ha và kèm theo đó là một cái hút đáy 90 hút mặt 60 và hút đáy 90 mình sẽ kết nối qua bên ngay chỗ ngăn lắng này thì ngay chỗ ngăn lắng này thì mình sẽ để phun chổi anh em nha rồi đó những cái hồ mà giống như của anh Huynh á ngăn lọc mình to thì thường mình sẽ sử dụng chổi và anh em sắp cho nó dày lên À, do là cái hệ thống lọc của mình mỗi lần mà mình à, ra mình lấy ra mình quay á, thì phải lội ra giữa hồ nên là anh huynh cũng nhờ mình à, miêu tả để cho anh em mình hình dung luôn thì cái hệ thống lọc hồ của anh huynh nó cũng giống như những cái lọc anh thì nó cũng giống như những cái lọc thông thường của anh em thôi có nghĩa là ba ngăn thì ngăn đầu tiên thì nó sẽ gồm là nhà mình để là phun chổi rồi nó sẽ giữ phân cặn đi ti lại nước sẽ thông qua ngăn thứ hai ngăn thứ hai thì mình sẽ để là zimat thì zimat ngay chỗ này thì anh em cố gắng là sắp cho nó dày ha và nước sẽ tiếp tục mình qua ngăn thứ ba thì ngăn thứ ba ở đây mình sẽ để là sứ thanh và bơm thì bơm hiện tại bây giờ anh huynh đang sử dụng á, là bơm 4.000 lít trên giờ mình sẽ trả về hồ chánh và mình kết hợp làm thác luôn để nó tạo oxy cho hồ của mình đó anh em thì đó là toàn bộ cái hệ thống lọc hồ của anh huynh đó anh em nó cũng rất là đơn giản thôi mình gồm là ba ngăn lọc là ba ngăn à, còn cái hút đáy của mình là 90 hút mặt là 60 thì tất cả mình sẽ kết nối qua bên ngay chỗ ngăn láng của mình thì ngăn lắng mình sẽ để là full chổi anh em có thể là xài chổi nè hoặc là anh em sử dụng lưới lan hoặc là lưới mùng cũng được nhưng quan trọng nhất vẫn là ngay cái chỗ mình sắp xếp ha anh em sắp cho nó dày lên như thế nào mà để nó giữ chặn lại ngay chỗ cái ngăn lắng một cách tốt nhất anh em nha thì cái chất lượng nước của mình nó xử lý mới được tốt được và nước sẽ thông qua bên ngay chỗ cái ngăn thứ hai là ngăn xi và tiếp tục nước sạch cũng sẽ thông qua ngăn thứ ba ngăn thứ ba thì mình để thêm là sứ thanh với là bơm bơm thì hiện tại bây giờ anh huynh đang sử dụng là bơm 4 lít trên giờ anh em thì khi mà qua cái thông số hồ của anh Huynh thì chắc có lẽ là một số anh em sẽ thắc mắc là vì sao hồ của mình là một khối rữ Hồ chánh của mình là năm khối và tổng hồ của mình là gần 2 khối 3 Gần 2 khối 3 mà anh Huynh chỉ xài 4.000 lít trên giờ thôi Thì khi mà anh em mình trao đổi với nhau á, thì anh Huynh cũng có gửi cái thông tin hồ của anh Huynh qua cho mình Anh Huynh cũng có nói là hồ anh thì dài là 3 mét, ngang của anh là 1 mét 7, độ cao là tầm mươi 55 Nhưng mà mực nước thì anh để chỉ có 45 thôi thì khi mà mình tính toán ra là tầm cỡ gần 2 phút khối anh em thì mình hỏi anh 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 Huynh là anh Huynh xài bơm bao nhiêu thì anh Huynh nói là sau 5 tháng khi đi vào hoạt động á, thì anh xài cái bơm 4 ngàn nhưng mà anh thấy nước nó rất là trong cá rất là khỏe nhưng mà anh cảm nhận được là cái bơm của mình nó cũng hơi yếu thì mình cũng có góp ý lại anh Huynh là thôi cái hồ của anh mà 1 khối đó mà hút đáy của mình 90 với lại hút mặt 60 á, anh xài cái bơm tầm cỡ 16 ngàn đi em nghĩ nó sẽ hợp lý so với lại hồ là 1 phút khối của anh thì anh minh nói là anh minh cũng tính tăng bơm và ngày trước khi mà đi mua bơm á thì anh minh cùng anh anh huynh cũng có nhờ mình thông qua cái video này à, gửi đến anh em trong kênh của mình nếu như anh em nào đang chơi cái hồ nông bộ mà cái thể tích nước hồ của mình giống như của anh huynh á mà mình muốn sử dụng cái bơm để cho nó đạt được hiệu quả luôn là anh anh em nên lựa cái bơm nó to nó phù hợp nha thì khi mà anh 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 huynh chia sẻ với lại mình đó khi mà đi đến cái cửa hàng mà bán bơm anh em thì anh huynh nói cái uh, cái cái diện tích hồ của mình có nghĩa là dài 3 mét nè ngang 1 mét 7, và mực nước của mình là cao 45 và tổng cái thể tích nước hồ của mình đó là 1,5 khối thì mình không biết là cái người chủ khi mà anh Huynh nói cái cái diện tích hồ của mình ra thì người ta không biết có tính ra được cái thể tích nước hồ không mà người ta nói với lại anh Huynh là chỉ cần xài cái bơm 4.000 lít trên giờ là được rồi nên là cái cái cái, chiếc cửa tiệm đó người ta bán cho anh Huynh đó là cái bơm 4.000 lít trên giờ luôn thì giờ là anh Huynh tại vì nhiều khi anh em mình mới chơi và ngay cơ bản thân mình cũng vậy luôn ngày xưa khi mà mới chơi thì mình cứ ra ngoài ngay tiệm á mình nói cái thông số hồ của mình rồi cái người người chủ tiệm á người ta sẽ bán bơm về cho mình thì cái hồ của mình á à, ngày xưa mình chơi cái hồ tầm cỡ mini anh em cầm cái gần 300 lít mà bán cái bơm nó có 2 lít trên giờ thôi nhưng mà giờ sau này mình cảm giác nó rất là yếu anh em nó, 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 hút không có sạch thì ngay chỗ cái trường hợp hồ của anh huynh cũng vậy luôn thì khi mà về á, là cái cách mà mình vận hành lọc là hiệu quả nha là tốt nha có nghĩa là ba ngăn lọc mình sắp nè ngăn đầu tiên là chổi nè ngăn hai là gmat nè và ngăn ba là bơm mà anh em thấy là mình sử dụng một cái hút đáy 90, mươi một hút mặt sáu mươi thì cái bơm bốn lít trên giờ nó sẽ bị dư nước và cái lực hút của nó không có thì như vậy là cái hút đáy và cái hút mặt của mình cái hiệu quả nó sẽ thấp mặc dù là cái hệ thống lọc của mình mình sắp xếp vào lọc rất là ok đó cho nên là khi mà anh Minh, anh Huynh mua về rồi sẵn lỡ rồi xài luôn nhưng mà anh Huynh cũng có chia sẻ với lại mình đó, với lại anh em cũng có trao đổi với nhau thì anh Huynh nói là trong thời gian sắp tới thì anh Huynh sẽ nâng bơm cái bơm tầm cỡ 8.000 cho đến 10.000 lít trên giờ thì theo mình nghĩ nếu mà được anh Huynh nên sử dụng thêm một cái bơm 10.000 lít trên giờ cộng với là cái bơm 4.000 lít trên giờ như vậy là tổng bơm của mình 14.000 á thì cái lực hút của nó lúc này nó sẽ mạnh và cái hút đáy của mình nó sẽ hiệu quả, cái hút mặt của mình nó cũng sẽ hiệu quả như vậy nước hiện tại bây giờ đang trong và khi mình tăng bơm lên rồi kèm theo đó là cái hệ thống lọc của mình hoạt động hiệu quả chứng cái 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 bằng chứng đây là sau năm tháng chất lượng nước anh em thấy mặc dù bơm rất nhỏ nhưng mà nước rất là trong và cá của mình rất là khỏe thì từ lúc anh huynh nuôi đến thời điểm hiện tại bây giờ thì cá cũng không có bệnh gì hết anh em nhưng chỉ có một điều là cá càng ngày càng lớn thì bơm mình đòi hỏi phải tăng bơm để nó chạy lọc nhanh nhất có nghĩa là nó đưa nước từ ngay chỗ hồ tránh qua bên cái hệ thống lọc của mình một cách nhanh nhất anh em nhé thì đó là cái mà mình với lại anh Huynh đang trao đổi với nhau và anh Huynh trong thời gian sắp tới sẽ đăng bơm lên để giúp cho cái bộ lọc mình hoạt động hiệu quả anh em thì thông qua cái video này thì anh Huynh cũng có nhờ mình gửi đến anh em trong kênh của mình là nếu như anh em xem video thấy hồ của anh Huynh còn những cái điểm nào cần khắc phục cần bổ sung thì anh em cứ comment bên dưới để giúp anh Huynh hoàn thiện hồ của mình hơn anh em nha thì đối với lại cá nhân của mình á, thì ở đây là mình thấy nước rất là trong nè và cá rất là khỏe và đặc biệt là cái hệ thống lọc của mình mặc dù là anh Huynh quay không được quay không được do là mình phải lội ra bên ngoài nhưng mà mình cũng diễn tả lại cho anh em mình hình dung đó là ba ngăn một ngăn lắng một ngăn di và một ngăn bơm thì nó cũng giống như những cái kiểu thông thường của những anh em mình thôi nhưng mà quan trọng nhất vẫn là ngay chỗ cái khâu chọn bơm anh em nha thì nếu như ở nhà anh em nào đang có sẵn một cái mẫu hồ cá coi Cái mực nước của mình cao tầm cỡ 45 giống như của anh Huynh Mà mình đang tiến hành mình sửa chữa hoặc là mình đang bắt đầu làm để mà mình thả cá đó Thì anh em cần chú ý trong ngay cái vấn đề chọn bơm Nó phù hợp để nó giúp hồ của mình hoạt động hiệu quả hơn Và nó giúp cho cá của mình phát triển hơn Và đặc biệt là cái bộ lọc của mình nó sẽ xử lý nước được một cách tốt nhất anh em nha thì à, ngày hôm nay mình với lại anh Huynh đã chia sẻ đến anh em trong kênh của mình một cái mẫu hồ cá coi tầm cỡ 1,5 khối anh em thì à, nếu như anh em trong kênh của mình à, xem video anh em thấy những cái mình với lại anh Huynh mà chia sẻ nó hữu ích đó, thì anh em nhớ nhấn like đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình nhé à, thôi chắc lẽ là mình cũng xin phép kết thúc video tại đây luôn nha anh em thì cũng đại diện cho bên kênh đó anh Huynh em chúc anh Huynh với lại gia đình mình luôn thật là nhiều sức khỏe công việc của anh Huynh là mang ngày càng phát đạt anh Huynh nha À, một lần nữa nếu mọi người xem video thấy những cái mình với lại anh huynh chia sẻ nó hết thì anh em nhớ nhấn like đăng ký để anh em mình có cái động lực á làm những video kế tiếp nha à, một lần nữa xin chúc mọi người xem video vui vẻ nha